Chuyện lính chiến xin kính gửi đến quý vị và các bạn trận Xuân Lộc trong chiến dịch Hồ Chí Minh tháng 4 năm 1975. Quân giải phóng tấn công vào phía nam thị xã Xuân Lộc. Tháng 4 năm 1975, trên con đường thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn. Trong ngày 17 tháng 4 năm 1975, các đơn vị thuộc 3 sư đoàn 3, 6, 7 cộng quân tiếp tục mở các đợt tấn kích vào phòng tuyến phía nam thị xã Xuân Lộc do hai tiểu đoàn thuộc lữ đoàn một dù án ngữ những pha cận chiến giữa chiến binh nhảy dù và quân giải phóng đã diễn ra quanh các vườn cây rộng mênh mông của khu vườn cây của cố thống tướng lê văn tị nằm sát đường dây xe lửa không quân đã thực hiện nhiều phi tuần f 5 và a 37 oanh kích vào vị trí đóng quân của một trung đoàn cộng quân trong khu vườn này phòng tuyến bình thuận tại phòng tuyến ninh thuận bình thuận sau khi quân giải phóng chiếm phan giang bộ tư lệnh quân đoàn 3 tiền phương và sư đoàn 6 không quân đã hoàn toàn tê liệt sau khi trung tướng nguyễn vĩnh nghi và chuẩn tướng sang bị bắt theo lệnh của tân Tổng trưởng Quốc phòng Việt Nam Cộng hòa Trần Văn Đôn, quân đoàn 3 lập tuyến phòng thủ tại Phan Thiết. Chỉ huy mặt trận Phan Thiết là chuẩn tướng Trần Văn Nhật, tư lệnh sư đoàn 2 bộ binh từ Phan Giang rút về. Lực lượng phòng thủ thị xã Phan Thiết do trung đoàn 6 của sư đoàn 2 BB và lực lượng địa phương quân của tiểu khu Bình Thuận phụ trách. Thế rồi vào lúc 5 giờ 30 phút, ngày 9 tháng 4 năm 1975, khi vạn vật bắt đầu một ngày mới, chim chóc rời tổ kiếm ăn, dân chúng dọn hàng ra chợ các tín đồ thiên chúa giáo đi xem lễ sớm tại các nhà thờ, các loa phóng thanh của ti thông tin Xuân Lộc mở đầu bằng các bài hát chữ tình thương lính. Thì cũng là lúc Bắc Việt bắn hàng trăm ngàn loại pháo đủ loại vào thành phố, đa số rớt vào chợ, nhà thờ và các nhà của dân chúng khiến cho người dân vô tội chết và bị thương như dạ. Trận pháo kích kéo dài trong hai tiếng đồng hồ với hơn 3.000 trái đạn liên tục không dứt, dân chúng người thì ngã gục, kẻ thì rụng rời không biết chạy đâu để trốn tránh tử thần. 8 giờ Bộ đội Bắc Việt tấn công vào thành phố nhưng bị chặn lại bởi trung đoàn 43 bộ binh và tiểu đoàn 3 trên 4 địa phương quân Long Khánh. Quân Bắc Việt rút lui, bỏ lại tại chỗ 100 tử thi. Nhiều xe tăng T-54 và thiết vận xa PT-76 bị hạ khắp nơi bởi các hỏa tiễn M-72 và các phản lực cơ A-37 cùng F-5 của không quân Việt Nam Cộng Hòa. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, Cộng quân trở lại tấn công Xuân Lộc với hai sư đoàn 6 và 7 cùng các trung đoàn thiết giáp trên khắp các mặt trận đồng. Tây, Nam bắc thành phố từ tòa thị tránh long khánh đến sân bay nơi nào cộng quân cũng sử dụng quân số cấp trung đoàn cuộc chiến kéo dài trong nhiều ngày cả hai phía giành giật từng ngôi nhà phòng tuyến để sống không quân việt nam cộng hòa yểm trợ tích cực và hữu hiệu cho các đơn vị dưới đất bằng các phản lực cơ f 5 e góp phần tiêu diệt số lớn cộng quân trung đoàn 43 bộ binh mặc dù bị cộng quân cắt ra từng đơn vị nhỏ nhưng vẫn tiếp tục chống trả mãnh liệt gây cho địch nhiều tổn thất như đại tướng văn tiến dũng đã xác nhận trong tác phẩm mùa xuân đại thắng sau này qua đến ngày thứ tư của cuộc chiến, lữ đoàn 1 nhảy dù gồm các tiểu đoàn 1, 2, 8, 9 và tiểu đoàn 3 pháo binh dù mới từ miền Trung về, được lệnh tăng cường cho Xuân Lộc. Tất cả trực thăng của hai trung đoàn 3 và 4 không quân với hàng trăm trực thăng UH-1 đã thả hơn 2.000 binh sĩ nhảy dù từ trảng bom vào trận địa. Các pháo đội cũng được trực thăng chi núc chuyển vận đến Bộ Chỉ huy Hành quân nhảy dù đóng cạnh bên Bộ Tư lệnh Sư đoàn 18 Bộ Binh. Hai tiểu đoàn dù đầu tiên đã nhảy xuống đồn địch để chiếm lại Bảo Định và Quốc lộ 1. Nơi hai trung đoàn thuộc công trường 6 Cộng sản Bắc Việt đang tập trung tấn công bộ tư lệnh sư đoàn 18 Việt Nam Cộng hòa tại Tân Phong. Một tiểu đoàn dù khác nhảy xuống chiếm lại khu vực vườn cây của cố thống tướng Lê Văn Tị. Các tiểu đoàn nhảy dù khác nhảy vào Xuân Lộc để giải vây cho các lực lượng địa phương quân và bộ chỉ huy tiểu khu Long Khánh. Tại ngã 3 Dầu dây, Cộng sản Bắc Việt đã đồng loạt tấn công chiến đoàn 52 bộ binh từ ngày 12 tháng 4 năm 1975 bằng các trận đánh biển người, kèm theo xe tăng và pháo. Lần lượt các tiền đồn của trung đoàn 52 bộ binh từ Kiệm Tân về tới ấp Phan Bội Châu trên quốc lộ 20 bị tràn ngập. Một trận chiến ác liệt và đẫm máu đã xảy ra chiều ngày 15 tháng 4 năm 1975, ngay tại xã Dầu Dây, ở ngã ba giao điểm của quốc lộ 1 và 20, giữa chiến đoàn 52 bộ binh, gồm trung đoàn 52, lữ đoàn 3 thiết kỵ, các lực lượng địa phương quân ở Kiệm Tân, tổng cộng khoảng 2.000 người, và binh đoàn 4 Cộng sản Bắc Việt, trong đó có sư đoàn 341, một sư đoàn tổng trừ bị của Hà Nội vừa từ Thanh Hóa vào, do Trần Văn Trà thay thế Hoàng Cầm chỉ huy. Trong trận này, bộ đội Bắc Việt đánh trận biển người. Trong trận chiến nướng quân man dợ, tàn bạo và khủng khiếp này của Bắc Việt, mỗi một người lính Việt Nam Cộng Hòa đã phải trọi với 10 bộ đội Cộng sản được yểm trợ bằng tăng và pháo. Chiến đoàn 52 bộ binh cuối cùng đã tan hàng vào đêm 15 tháng 4 năm 1975. Tất cả pháo binh, thiết giáp, người đều bị Cộng sản Bắc Việt hủy diệt sau mấy ngày đêm cầm cự. 9 giờ đêm đó, khi chiếc hầm chỉ huy của chiến đoàn bị bắn sập, đại tá chiến đoàn trưởng mới cho rút quân, cùng theo ông chỉ còn 200 người sống sót. Trong cuộc phỏng vấn của nhà văn Phạm Huấn, sau ngày 30 tháng 4 năm 1975, Trung tướng Nguyễn Văn Toàn, Tư lệnh quân đoàn 3 đã cho biết, sau khi trình Bộ Tổng tham mưu quân lực Việt Nam Cộng hòa, ông đã ra lệnh cho không quân sử dụng hai trái bom Daisy Cutter tại ngã ba dầu dây trong đêm 15 tháng 4. Hai trái bom này được thả vào vùng tập trung của quân Bắc Việt ngay khi lúc chiến đoàn 52 bộ binh Việt Nam Cộng hòa tan hàng. Gần 10.000 quân Bắc Việt với chiến xa T54, đại pháo đang di chuyển trên quốc lộ 20 vừa tới ngã ba dầu dây đã bị hủy diệt toàn bộ. Bom Daisy Cutter còn được gọi là bom con heo hay là bom tiểu nguyên tử, trọng lượng 7 tấn vừa vỏ bọc, vừa thuốc nổ TNT đến 15.000 cân Anh. Bon Daisy Cutter dùng để mở bãi đáp phi cơ cho cấp sư đoàn hay lộ quân trong bất cứ địa thế nào và có hiệu quả sát hại trong một khoảng rộng với đường kính 5 dặm Anh. 10 giờ sáng ngày 16 tháng 4 năm 1975, Không quân Việt Nam Cộng Hòa gọi về Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 báo cáo về rừng người. Chiến xa, đại pháo Bắc Việt đang tập trung trong xã Dầu Dây để chuẩn bị tiến về xài. 11 giờ cùng ngày, hai chiếc vận tải cơ C-130 được lệnh mang hai quả bom khổng lồ xuất phát từ phi đạo 39 tại phi trường Tân Sơn Nhất thả xuống vùng tập trung quân của quân Bắc Việt. Sau khi bom nổ, đại quân của Hà Nội đã rối loạn trong 3 ngày liền và Bắc Việt la làng rằng Mỹ đã vi phạm hiệp định Paris và cho B-52 trở lại chiến trường Việt Nam. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa rút khỏi Long Khánh Về việc rút khỏi Long Khánh, trong khi các đơn vị chiến đấu tại đây, ngoại trừ ngã ba dầu dây, vẫn còn giữ nguyên được các vị trí, cũng có nhiều nguồn tin. Theo lời đồn từ những kẻ thân cận làm việc trong dinh độc lập thì tổng thống Nguyễn Văn Thiệu nhận được tin các quân nhân tại Phan Gian đã ốt ức trong cảnh gia đình ly tán. Đất nước lâm nguy nên bất tuân thượng lệnh, dùng xe ủi đất và chiến xa M113 san bằng mồ mả gia đình tổng thống Thiệu. Bởi vậy quá đau đớn, trước khi bỏ ngai vàng, ông đã cho rút khỏi Long Khánh để Bắc Việt mau vào Sài Gòn thay thế ông. Vì theo các thầy tướng số mà ông tin, thì nếu ông từ chức, Nam Việt Nam không ai có thể thay thế được, trừ cộng sản. Nhưng theo lời tướng Nguyễn Văn Toàn thì chính ông ra lệnh rút bỏ Long Khánh vì thấy rằng phòng tuyến này không còn giữ được nữa hơn phân nửa quân Cộng sản Bắc Việt. Sau khi bị thiệt hại nặng nề, đã cho thay đổi kế hoạch tấn công Sài Gòn bằng chiến dịch thứ nhì với với 5 sư đoàn đánh vào Biên Hòa, Phước Tuy, đồng loạt với 3 sư đoàn khác tại Tây Ninh. Vì vậy, Long Khánh không còn là điểm nóng nên tất cả lực lượng tham chiến tại đây phải rút về Biên Hòa để lập phòng tuyến mới. Trong cuộc rút quân này, lữ đoàn nhảy dù bị thiệt thòi và chịu số phận bi đát nhất vì là đơn vị đi đoạn hậu họ phải chống trả với đại quân Cộng sản Bắc Việt. Hai bên còn đang giao tranh ác liệt tại Bảo Định, thì 7 giờ tối ngày 20 tháng tháng 4 năm 1975 có lệnh rút quân, trong khi các thương binh và tử thi lính Việt Nam Cộng Hòa chưa được di tản. Nhưng tất cả đành phải bỏ lại như năm nào tại Hạ Lào, bởi vì đối với người còn sống. Đoạn đường đầy xác lính Việt Nam Cộng Hòa hơn 4 km trong rừng cao su đen nghịt để ra quốc lộ 1 là các cửa địa ngục phải vượt qua. Tất cả thảm trạng trên đều là những oan khiến bi thảm của người lính Việt Nam Cộng Hòa mà ít ai biết đến. 9 giờ tối, các tiểu đoàn nhảy dù mới tới quốc lộ và một hoạt cảnh cảm động đã diễn ra. Tất cả giáo dân của xóm đạo Bảo Đình, Bảo Toàn, Bảo Hòa đã tập trung sẵn hai bên vệ đường để theo chân lính di tản. Mấy chục cây số đường rừng bị bỏ hoang trên liên tỉnh lộ 2 từ Tân Phong đến Đức Thành, Long Lễ và Bà Dịa không phải là chuyện bình thường của một đoàn quân có dân chúng lẫn lộn. Bởi vậy ngay trong đêm rút quân 10 tháng 4 năm 1975, đại tá phạm văn phúc và trung tá lê quang định hai vị sĩ quan tiểu khu trưởng và tiểu khu phó của tiểu khu long khánh đã bị tử thương vì nhiều loạt b 40 của cộng sản bắn xả vào đoàn quân dân đang di chuyển lữ đoàn một dù rút lui sau cùng chỉ riêng tiểu đoàn 3 pháo binh deOC di chuyển trên đường lộ với đại đội trinh sát dù các tiểu đoàn tác chiến đến mở đường bọc sâu trong rừng 4 giờ sáng ngày 21 tháng 4 năm 1975, tại ấp Suối Cá, gần ranh giới Long Khánh, Phúc Tuy, tiểu đoàn 3 dù bị hai tiểu đoàn quân giải phóng phục kích pháo đội C và trung đội trinh sát bảo vệ hầu hết đều bị thương vong trước biển người tấn công. Cánh quân đi đầu của tiểu đoàn 9 dù cũng đụng độ nặng với quân giải phóng tại thung lũng Gia Giai, dưới chân núi Cam Tiên. Ngoài những thiệt hại kể trên, cuộc rút quân trên liên tỉnh lộ 2 coi như hoàn tất, kết quả tốt đẹp. Sư đoàn 18 bộ binh được chỉ định về phòng thủ tuyến phía đông thủ đô Sài Gòn từ Long Bình đến kho đạn thành Tuy Hạ, tiếp cận với các lực lượng của trường bộ binh thủ Đức, trường thiết giáp và một lữ đoàn dù có trách nhiệm bảo vệ quốc lộ 15 từ Long Thành về Bà Rịa. Tất cả chiến đấu với giặc cho tới khi Dương Văn Minh ra lệnh bỏ súng, tan hàng vào lúc 11 giờ 30 phút mới chấm dứt. Chuẩn tướng Lê Minh Đảo và bộ chỉ huy của sư đoàn 18 bộ binh đóng bản danh sách căn cứ hải quân ở Cát Lái. Ngày ngày nhìn thấy thiên hạ bỏ chạy bằng tàu thuyền, ông và các binh sĩ dưới quyền cũng có thể bỏ chạy dễ dàng như dân chúng. Nhưng họ đã ở lại và sau ngày 1 tháng 5 năm 1975, cái giá mà tướng Đảo phải trả là sự đầy ải, hành hạ, chịu tủi nhục trong các trại tù từ Nam. Trung ra tận biên giới Việt Nam, Lào, Trung Hoa, cho đến thập niên 1990, ông vẫn còn bị Cộng sản trả thù, hành hạ tại trại tù Z30D, Long Khánh. Trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình của chúng tôi.